Chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phạm Thiên Vũ BDS. Lời đầu tiên cho Vũ gửi lời chúc các anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và an toàn trong mùa Covid để thực hiện tốt mọi dự định trong tương lai. Hôm nay Vũ sẽ dẫn các anh chị và các bạn đến một lô đất mặt tiền đường quy hoạch 32m, diện tích là 20 x 31m, có 400 thổ cư, cách ngã tư cây số 9 quốc lộ 14 khoảng 300m, tại ấp 3 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ở phần cuối video, Vũ có để thông tin quy hoạch, các anh chị và các bạn nhớ xem hết video để biết rõ thông tin quy hoạch nha. Và các anh chị và các bạn cho Vũ xin một like và bấm đăng ký kênh phía dưới để có thể cập nhật những video mới nhất từ Bất Động Sản Bình Phước. Và Vũ xin cảm ơn. Hiện tại Vũ đang có mặt tại ngã tư cây số 9. Hướng này là đi về hướng Tây Nguyên. Đất của mình sẽ đi hướng đó, từ vị trí đất chỗ Vũ đang đứng là 300m. Còn hướng này là đi về hướng Đồng Xoài. Đó, chú Vũ sẽ dẫn mọi người đi hướng đó. Đây là về hướng Đắk Nông, Đắk Lắk. Còn hướng này là đi về hướng Phú Riền, thuận lợi. Con đường nó sâu mở rộng ra là 32m. Còn hướng này là về hướng Đồng Xoài. Đó, chú Vũ sẽ dẫn mọi người đi con đường trước mặt đó. Bây giờ Vũ sẽ dẫn mọi người vào vị trí đất. Bây giờ Vũ sẽ dẫn mọi người vào vị trí đất. Vị trí đất cách ngã tư cây số 9 hồi nãy Vũ đứng quay cho mọi người xem là khoảng 300m. Đất có diện tích là 20 x 31m, 400 là thổ cư. Mặt đường quy hoạch là 32m, hướng đông nha mọi người. Hiện tại Vũ đang có mặt tại vị trí đất. Hướng này là hướng mình đã đi từ ngã tư cây số 9 vào. Đây là con đường hiện hữu. Từ mép đường qua đây là hiện tại là 8m. Con đường theo quy hoạch là mở rộng là 32m. Đây là vị trí đất của chúng ta nè. Từ cột mốc
khoa là 20 mét, sâu 31 mét. Đây là con đường hướng về tỉnh lộ 753, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Phú. Từ vị trí đất tới đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương là khoảng 8 cây số. Đó, đất của chúng ta là trước mặt nha mọi người. Bây giờ chúng ta đi vào đất nha. Đây là vị trí đất của chúng ta. Từ cột mốc này là quý mọi người, qua bên kia là 20 mét, sâu là 31 mét, có 400 thổ cư nha mọi người, sắt bằng rào. Đó, đất là tới hàng rào luôn nha mọi người. Trước mặt là con đường quy hoạch 32 mét. Diện tích đất là 20 x 31, có 400 thổ cư. Và nếu các anh chị đang quan tâm đến mảnh đất này hoặc bất động sản tại Bình Phước thì hãy liên hệ với Vũ. Vũ cam kết về thông tin chính xác và chất lượng thông tin, cũng như là giá gốc và chính sách mới nhất từ chủ đầu tư. Và các anh chị vui lòng cho Vũ xin một like và bấm đăng ký kênh để Vũ có động lực làm nhiều video hơn nữa gửi đến cho các anh chị. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.